Vương Lực Hoành và Tiểu Tam bị lộ tin nhắn ngoại tình, nói gì mà netizen ùn ùn quay xe. Cách đây vài tuần, truyền thông Hoa ngữ sôi sục trước loạt liên hoàn phốt của Vương Lực Hoành do chính vợ cũ của anh tố cáo. Trong số đó, khiến dân tình hoang mang nhất là sự việc Vương Lực Hoành ngoại tình với Zumi, thành viên nhóm nhạc Be What You. Điều này đã khiến netizen hoàn toàn thất vọng về nam ca sĩ. Tuy nhiên, mới đây, trang tin tức Sina đã đăng tải một bài viết kèm theo ảnh chụp màn hình công khai toàn bộ đoạn chat của Zumi và Vương Lực Hoành từ năm 2015. Cụ thể, trong đoạn tin nhắn, Zumi đã nói, em muốn nhờ anh một việc, bọn em vừa phát hành album thứ 7, không biết anh có thể quay một đoạn clip tuyên truyền cho bọn em không? Tất cả nội dung cuộc nói chuyện của hai người đều là về công việc và không có chút mờ ám nào như bài đăng trước đó của Lý Tịnh Lôi. Trước đó, vào ngày 21 tháng 12 năm 2021, vợ cũ Vương Lực Hoành là Lý Tịnh Lôi đã đăng tải một bức ảnh chụp màn hình tin nhắn. Cô còn tắt thẳng Zumi để đối chứng tại sao lại nhắn tin trên WhatsApp cho chồng mình, hơn thế còn đổi ảnh avatar là ảnh núp. Chính vì bài đăng ấy làm dấy lên nghi ngờ của cộng đồng mạng, tất cả chỉ trích đều hướng về Zumi, khiến nữ ca sĩ chịu ảnh hưởng suốt một thời gian dài. Khi đoạn chat được công khai, cư dân mạng vô cùng hoang mang, có netizen đã cảm thấy hối hận vì đã trách nhầm Zumi, cũng có người vẫn hoài nghi tính chân thực của sự việc. Đến nay, phía Lý Tịnh Lôi, Zumi hay Vương Lực Hoành đều chưa có phản hồi chính thức. Giới giải trí Hoa ngữ đang trông chờ vào một thông báo từ người trong cuộc. Trên mạng xã hội, dân tình bàn tán rôm rã. Vậy Zumi không phải Tiểu Tam ư? Câu chuyện lại thay đổi 180 độ à? Zumi được minh oan à? Tức là Lý Tịnh Lôi vu khống cho Zumi là Tiểu Tam ư? Thật sự không biết đường nào mà lần. Sau khi tiết lộ tin nhắn của Zumi, truyền thông xứ Đài cũng cho biết thêm phía Vương Lực Hoành đang xem xét việc khởi kiện. Nam ca sĩ bộc bạch, dù cuộc hôn nhân của hai người gặp nhiều trục trặc, sống ly thân 2 năm qua, tuy nhiên trong thời gian đó đôi bên vẫn đối xử bình thường với nhau. Lý Tịnh Lôi vẫn quan tâm và chủ động hỏi chồng muốn ăn gì mỗi khi anh trở về nhà. Đây chính là lý do Vương Lực Hoành cảm thấy vô cùng sốc khi biết vợ bóc phốt mình. Cách đây không lâu, ET Today đưa tin những ngày qua Vương Lực Hoành được cho là sống tại studio, không trở về biệt thự riêng để tránh truyền thông. ET Today cho biết thêm, Vương Lực Hoành đã gặp mặt vợ cũ Lý Tịnh Lôi để thương lượng việc phân chia tài sản và quyền nuôi con. Theo truyền thông Đài Loan, nam ca sĩ thoải mái hơn trong việc bồi thường tiền bạc cho vợ cũ, nhưng anh muốn giành lại quyền chăm sóc 3 đứa trẻ. Trước đó, Vương Lực Hoành chỉ trích Lý Tịnh Lôi đòi hỏi quá nhiều sau khi ly hôn. Nam ca sĩ nói tại cuộc hòa giải vào tháng 12 năm 2020, Lý Tịnh Lôi đòi bồi thường số tiền 7,1 triệu đô la Mỹ. Sau quá trình thương lượng, số tiền giảm xuống còn 5,3 triệu đô la Mỹ, bao gồm quyền đứng tên một nửa căn nhà tại Los Angeles, sở hữu một nửa cổ phần công ty. Ngoài ra, Vương Lực Hoành còn bị yêu cầu chi trả hơn 7.500 đô la Mỹ tiền sinh hoạt phí mỗi tháng cho mẹ con Lý Tịnh Lôi. Lý Tịnh Lôi thì chia sẻ cô bị coi là máy đẻ, không làm việc trong nhiều năm vì sinh con và chăm sóc cho gia đình. Cô muốn căn nhà để ba con sống và số tiền trên để đảm bảo sinh hoạt đầy đủ cho các con. Sau khi cuộc tranh cãi trên mạng nổ ra, Lý Tịnh Lôi khẳng định cô không cần những khoản mà Vương Lực Hoành gọi là quà. Cô chỉ nhận những khoản tiền hợp lý được tòa án phân chia. ET Today phân tích sau vụ ly hôn ồn ào, Lý Tịnh Lôi tố cáo Vương Lực Hoành ngoại tình, đối xử tệ bạc với cô. Hình ảnh nam ca sĩ sụp đổ. Lý Tịnh Lôi còn khẳng định Vương Lực Hoành không quan tâm đến con, do đó nam ca sĩ muốn giành quyền nuôi con để lấy lại thiện cảm từ khán giả, xây dựng hình ảnh người cha tốt. Đồng thời, nam ca sĩ có thể giảm bớt khoản chi phí nuôi dưỡng con. Trong thông báo dừng hoạt động nghệ thuật, Vương Lực Hoành viết, từ nay tôi sẽ gánh vác trách nhiệm của một người cha, người con và người nổi tiếng. Tôi cố gắng chăm lo đầy đủ cho Tịnh Lôi và các con về phương diện kinh tế trong cuộc sống. Tịnh Lôi, chúng ta vẫn phải cùng nuôi 3 đứa con. Nhà mấy mẹ con đang ở, anh sẽ chuyển sang tên em. Anh cũng cùng em san sẻ chi phí nuôi dưỡng giáo dục các con. Theo ET Today, sau khi bê bối đời tư nổ ra, Vương Lực Hoành đã trở về Đài Loan. Nam ca sĩ né tránh ống kính, từ chối trả lời mọi câu hỏi từ phóng viên. Tại Trung Quốc đại lục, nhiều đơn vị tổ chức sự kiện thông báo hủy buổi biểu diễn vào dịp cuối năm và đầu năm 2022 của Vương Lực Hoành. Các nhãn hàng cũng quay lưng, xóa và ẩn toàn bộ bài quảng cáo có liên quan đến ngôi sao xứ Đài. Sina cho biết Vương Lực Hoành đang đối mặt với mức bồi thường thiệt hại kinh tế lớn cho các thương hiệu.